Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba sau trận mưa lũ lịch sử. Nhiều khu dân cư trên địa bàn quận Liên Chiểu vẫn còn ngổn ngang đất đá bùn non. Địa phương đã huy động tổng lực cùng sự hỗ trợ của nhiều đơn vị để cùng nhân dân sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Đây là khu tái định cư Thanh Vinh tại phường Hòa Khánh Bắc. Sau trận mưa lịch sử vừa qua, hầu như tất cả các tuyến đường tại khu vực này đều phủ đầy đất đá bùn non như thế này. Suốt 3 ngày qua, địa phương đã huy động phương tiện, máy móc để dọn dẹp nhằm nhanh chóng thông các tuyến đường tạo thuận lợi cho người dân lưu thông. Ngoài các lực lượng hỗ trợ từ quận, các đơn vị như UNICO 15, đơn vị No. 2, rồi các đơn vị khác, thì phường chủ động là thuê các cái phương tiện ở trên địa bàn để cùng là tổ chức dọn dẹp, đảm bảo cho cái tiến độ nó hoàn thành sớm nhất để phục vụ cho bà con nhân dân. Thống kê cho thấy, vừa qua tất cả 5 phường tại quận Liên Chiểu đều chịu ngập úng cục bộ từ 0,5 đến 1,5 mét, có nơi lên đến 2 mét. Riêng tại phường Hòa Khánh Bắc thì 90% diện tích toàn phường bị ngập. Trong khi đó, tại phường Hòa Khánh Nam thì 60 trên 70 tổ dân phố bị ngập, trong đó có 7 tổ dân phố với gần 1.200 hộ bị ngập sâu và cô lập hoàn toàn. Do lượng đất đá bùn non và rác thải đọng lại rất lớn, nên đến sáng nay, công tác dọn dẹp vẫn đang được các địa phương triển khai khẩn trương với sự tham gia hỗ trợ của nhiều lực lượng, đặc biệt là các đơn vị quân đội. Sau khi nước đi qua thì hiện nay là cái lượng bùn non còn lại trong khu dân cư, trong nhà dân, các cái kiệt hẻm, khu vực công cộng rất là nhiều, nên phường đã huy động tổng lực, nhất là người dân cùng với các lực lượng để dọn dẹp bùn non. Sau khi trận mưa lũ xảy ra thì cơ quan kỳ cấp trên trung đoàn cũng đã có tiến hành là quan sát cũng như là nắm bắt tình hình địa phương, phát hiện ra được những cái khu vực khó khăn như là cái trường mầm non, cái trục đường hoặc là các khu chợ đang có hiện tượng là ngập lớn, thì cũng tiến hành là phối hợp với lại địa phương để cử quân số cũng như là lực lượng ra đây để công tác dân vận, giúp đỡ dân khắc phục khó khăn để mau chóng là bước vào cái sinh hoạt thường ngày. Sau khi dọn dẹp đất đá, đảm bảo vệ sinh môi trường và việc giao thông đi lại để người dân ổn định cuộc sống, quận Liên Chiểu cũng sẽ chú trọng công tác khử khuẩn y tế, ngăn ngừa dịch bệnh có thể phát sinh sau mưa lũ.